Alo, An à. Này, có điểm chuẩn rồi đấy. Tao đỗ, thưởng 2 điểm cơ. Ui, sướng thế. Này, nhớ khao đấy nhá. Cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi đây rồi. Thằng Toàn đâu? Hôm nay không trả tiền, rớt hết nhà cho tao. Tao gọi lại sau. Thằng Toàn đâu? Thằng Toàn đâu? Có chuyện gì đấy? Toàn nhà tôi không có nhà. Chó chết, định bùng tiền của tao à? Tiền nào? Cháu nó bảo giả hết rồi cơ mà. Lỡ mới, cả gốc lần nãy hơn 100 triệu rồi. Vay 50 triệu, bây giờ thành hơn 100 triệu. Toàn ơi, mày giết mẹ rồi. Mẹ. Không có gì đại ca ơi. Dỡ cửa. Này, không được dỡ chặt tôi. À, đi ra. À, anh Toàn nợ, các người tìm anh ấy mà đòi. Bố mẹ tôi chẳng có liên quan gì hết. Con này là... Nó là em thằng Toàn đấy. Đại ca. Trông cũng ngọt nước đấy. Khốn nạn vợ cái. Ngoan ngoãn theo anh. Để xóa lợi cho thằng anh của mày. Vẫn sẽ mỉm cười vì đời là thế. Vì em có ta mãi không rời xa.